yêu nhau không? Hay là chỉ là bạn thân thôi? Nó nói yêu em nhưng mà em không yêu nó. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế. Xin chào các bạn đã quay trở lại với iChannel. Thực ra thì trong những cái số phỏng vấn phố đi bộ trước của mình á, thì mình cũng đã gặp khá là nhiều những bạn fan của iChannel. Và đa phần các bạn ấy khi mà gặp mình thì đều nói rằng là anh Sơn, anh đã quay trở lại điều cũ chứ, anh Sơn điều cũ anh bây giờ thế nào rồi, các thứ. Mình nghĩ rằng các bạn ấy đang khá là mặc định mình là sẽ gắn liền cả người yêu cũ. Thế nên là ngày hôm nay mình quyết định là sẽ nhuốm màu cả cái phố đi bộ này với cái chủ đề người yêu cũ. Và với bộ câu hỏi là hiện giờ người yêu cũ của bạn như thế nào. Ok, được không? Let's go. À, đầu tiên là mình hỏi là hai bạn có phải một chút thân thiết thôi ạ, chứ một chút thương nhớ thì chẳng ai gọi là yêu, nhưng anh chẳng biết bị sao mà cứ nhớ em từ sáng đến chiều. Như nào ạ? Thân thiết là mối quan hệ nào chứ mà. Thôi, nhưng mà anh mình... có thể bỏ qua câu hỏi đâu. Yêu nhau không? Hay là chỉ là bạn thân thôi ạ? Nó nói yêu em nhưng mà em không yêu nó. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Không phải là bạn thân. Bạn thân. Và bạn thân là hai bọn em đã có khoảng bao nhiêu người yêu cũ? Một. Một luôn. Cả hai đều một luôn. Chưa có người yêu cũ. Đã làm gì mà có người yêu? Em đang sợ ế này. Em bây giờ là đang tình đầu. À, tình đầu với em. Em hiểu lắm. Em chụp thẳng. Còn em thì biết yêu nhưng mà chưa có người yêu. Bọn em có còn liên lạc với người yêu cũ không? Có. Họ vẫn liên lạc với vâng. Nhau. Thì cũng là bạn bè. Không yêu cũng đừng làm bạn. Hai người còn liên lạc với nhau. Có, tại vì vẫn còn nhiều bạn còn yêu em. Vẫn còn nhiều bạn còn yêu em. Em vừa chia tay, chưa được 2 tuần. Thì bây giờ có liên lạc không? Không có. Nhiều cô hôm qua mới đi chơi cùng anh đi. Ai là người chia tay ạ? Em. Không hợp. Mà trong cuộc sống anh thì nhiều lúc là mới bắt đầu thì mình chưa nghĩ nhiều, nhưng mà lúc sau đấy thì có nhiều cái quan điểm không hợp nhau về ăn mặc, tính cách hoặc gì đấy thì không hợp. Em cảm thấy nên dừng lại. Hôm qua vừa đi chơi với nhau xong. Em được. Thế bây giờ em có biết là người yêu cũ của em hiện tại đang như thế nào không? Các chụp anh đấy, các chụp anh đấy bây giờ đang như thế nào không? Có nhiều anh có người yêu rồi, còn nhiều anh chưa. À, bây giờ em có biết người yêu cũ của em đang thế nào không? Em không quan tâm. Nếu mà gặp ở ấy thì cũng có xã giao một chút á. Có chuyện gì cần nói thì mình nói thôi. Em vẫn chào đấy ạ. Tại vì anh dành nhiều tình cảm cho em. Ngại lắm. Ngại thì mình làm một chào hỏi hoặc liệu hay là mình bơ luôn. Em bơ luôn. Em bơ. Trong mắt em người yêu cũ bây giờ là gì? Là người yêu cũ hả? Là người yêu cũ. À, bạn bè. Người yêu cũ à?